cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin một chiếc xe ô tô biển số tỉnh Vĩnh Phúc được phát hiện trên cầu Đông Trù, thành phố Hà Nội với 4 đôi dép, một của người lớn và 3 của trẻ em. Bên trong xe, một lá thư được tìm thấy với nội dung: "Anh à, em mệt mỏi lắm rồi. Anh nói anh áp lực trong cuộc sống. Vậy, bố mẹ con em sẽ giải thoát cho anh hết áp lực. Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là gia đình. Tạm biệt anh, mẹ xin lỗi các con đã khổ khi theo mẹ." Tin tức này lan truyền nhanh chóng, khiến dư luận hoang mang, lo lắng. Lực lượng chức năng lập tức huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp tìm 4 mẹ con dưới sông Hồng, đồng thời xác minh thông tin. Đến 8 giờ 21 phút cùng ngày, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Long Biên đề nghị chi viện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên sông, công an thành phố đến tham gia tìm kiếm. Đồng thời, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông cũng triển khai cano phối hợp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đường sông tìm kiếm từ khu vực chân cầu Đông Trù đến cửa Dâu, ngã ba sông Hồng, sông Đuống. Cơ quan chức năng cũng đã liên hệ người nhà chị H để xác nhận thông tin, đồng thời đưa ra khuyến cáo những thông tin trên mạng chưa được kiểm chứng nên người dân cần bình tĩnh kiểm định thông tin, không lan truyền những thông tin thất thiệt. Tuy nhiên, với sự tinh ý, các điều tra viên nhận thấy nhiều điểm bất thường tại hiện trường. Các đôi dép được sắp xếp trật tự, đồ đạc trong xe ít bị xáo trộn. Nhận định đây có thể là một vụ giàn dựng, lực lượng chức năng nhanh chóng mở rộng tìm kiếm tại các nhà nghỉ quanh khu vực. Và quả nhiên, cú twist ngoạn mục đã xảy ra. Chị H, chủ nhân chiếc xe cùng 3 con bình an vô sự tại quê nhà Vĩnh Phúc. Hóa ra, đây chỉ là màn giàn dựng hiện trường giả, dọa chồng vì giận dỗi chuyện anh không nghe điện thoại nhiều ngày. Được biết, người phụ nữ sinh năm 1990, 3 con gồm 2 bé sinh năm 2019, 1 bé sinh năm 2021 có hộ khẩu thường trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Sự việc hy hữu này khiến cộng đồng mạng giờ khóc giờ cười. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động thiếu suy nghĩ của chị H, đồng thời cũng không khỏi lo lắng cho sự an toàn của bố mẹ con. Tuy không có hậu quả nặng nề, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta về sự nguy hiểm của việc giàn dựng hiện trường giả. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động để tránh gây hoang mang cho dư luận và ảnh hưởng đến người khác. Thứ nhất là về cái quy định về hành vi tạo hiện trường giả thì thực ra nó cũng chưa có quy định cụ thể, mà nó chỉ có được thể hiện trong một cái quy định tại Nghị định số 1444/2021 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội. Thì nó có quy định là đối với trường hợp mà báo tin giả tới cơ quan chức năng thì bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Đối với việc báo tin cháy giả hoặc tin tai nạn giả thì bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Mức phạt này là áp dụng với cá nhân. Tuy nhiên, ở trong cái trường hợp của bố mẹ con buổi chiều sáng nay ở cầu Đông Trù ấy, thì mình phải thấy là những người này lại không phải là người báo tới cơ quan chức năng về cái việc họ tự tử, đúng không ạ? Mà chị họ chỉ gọi là để một cái xây dựng một hiện trường giả. Thế nên là về mặt pháp luật thì họ cũng không phải chịu trách nhiệm hành chính trong trường hợp này, nếu trong trường hợp mà đối với các cái đối với những người mà báo tin đến cơ quan chức năng thì họ cũng vô tình, đúng không? Họ vô tình, họ dựa trên trên những cái hiện trường để lại để họ báo tin, thế nên họ cũng không thể bị phạt hành chính. Còn về nguyên tắc thì nếu trong trường hợp mà xác định anh biết cái hành vi đó là hiện trường giả mà anh vẫn cố tình, cố ý báo tới cơ quan chức năng thì anh ngoài bị xử phạt hành chính như cái khung vừa chị vừa chia sẻ thì có thể người ta phải bồi thường các cái chi phí mà các lực lượng cứu nạn cứu hộ phải thực hiện việc tìm kiếm nạn nhân nếu có nhá. Còn trong trường hợp mà họ dùng cái tin giả mà để thực hiện các cái hành vi trái pháp luật, ví dụ như là để nhằm chiếm đoạt tài sản vân vân vân, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các cái quy định nếu có.